Chào Thi, khỏe không Thi? Ngày mai vẫn bình thường hả Thi? Ngày mai vẫn bình thường hả? Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay mình tới chùa rất sớm vì có thể là ngày cuối cùng của chùa Bát Nhã. Ngày mai là ngày 5 tháng 4, có thể là ngày giao chùa cho chủ mới. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024. Sáng sớm trời còn mây, ảm đạm, chưa có nắng. Mình cố gắng tới sớm, hy vọng là người đầu tiên. Nhưng chùa đã mở cửa từ lâu và đã có một số xe, một số người đã tới. Không biết là Phật tử hay là người làm ở chùa. Thực hư, ngày mai là ngày giao chùa hay là ngày 16 tháng 4, như ông Huỳnh Tấn Lê đã loan báo cách đây vài tuần. Không biết ngày nào là ngày chính thức. Tuy nhiên, mình cứ tới để quay chùa. Nếu lỡ ngày mai là ngày giao chùa thì hôm nay mình còn có cơ hội để mà ghi lại những hình ảnh của chùa vào ngày cuối cùng. Mình sẽ quay tổng quát cho mọi người ngắm chùa nếu lỡ đó là ngày cuối cùng. Theo như mình nghĩ, ông Huỳnh Tấn Lê nói là ngày 16 tháng 4 là ngày ra tòa vì đã dời lại ngày giao chùa. Tuy nhiên, mình cũng không tin vào điều đó vì thật ra ông Huỳnh Tấn Lê không có nằm trong sự sở hữu của chùa. Hiện giờ chỉ có bà cô Nico Hệ Chiếu là người chủ chùa. Ở Mỹ, bất cứ bất động sản nào, người chủ chùa, người chủ bất động sản đó mới là người quyết định. Cho nên mình không tin là ông Huỳnh Tấn Lê nói rằng ngày dời lại là ngày 16 tháng 4 để tiếp tục điều đình thương thuyết gì đó với lại tòa án. Đây là phòng chứa đựng các hài cốt, mọi người đã biết quá rõ. Như thông lệ vào ngày thường thì căn phòng này lúc nào cũng đóng cửa. Vì là sáng sớm cho nên cũng rất là yên tĩnh.
Mình nghĩ tới trưa thì chắc có nhiều người tới. Vì dù sao nữa, Phật tử cũng nghe phong phanh là ngày mai là ngày giao chùa, cho nên họ cũng không biết trật khư thế nào. Có thể họ cũng hiếu kỳ hay là lo sợ, thì họ cũng cố gắng tới. Đây là phòng ăn của chùa. Mình có gặp ông Nguyên Trí để mình nói chuyện với ông. Chào thầy. Khỏe không thầy? Ngày mai vẫn bình thường hả thầy? Ngày mai vẫn bình thường hả? Sao người ta cứ đồn là giao chùa cái đó có không? Tào lao hả thầy? Dạ. Vẫn bình thường ha, không có chuyện mà mua chùa giao chùa gì. Dạ. Sáng thầy có đi bộ không? Dạ. Đi bộ cho nó khỏe. Sáng sớm trong chùa, trong bếp vẫn chuẩn bị đồ ăn. Đó, thầy Nguyên Trí nói rõ ràng là không có giao chùa gì hết. Chùa vẫn rất là bình thường. Nhân viên vẫn tới làm việc. Xe cộ rất đông. Bông hoa đầy đủ. Đây là phòng chánh điện vào sáng sớm. Đèn chưa mở luôn. Vì hôm nay mình bận, cho nên trưa nay mình không ghé được. Chứ nếu mình không bận là mình sẽ ghé vào buổi trưa. Chào anh. Buổi trưa nay chắc là có nhiều người tới. Dù đúng hay sai, ngày mai là ngày giao chùa. Tuy nhiên, nhiều Phật tử cũng có suy nghĩ giống mình, cũng muốn tới ngày hôm nay để xem sao. Hy vọng chùa vẫn bình thường. Cũng khá là ngạc nhiên. Bên mua thì nói rất là chắc là chủ của chùa. Bên chùa thì cũng rất tự tin, nói rằng là không có chuyện gì hết. Thật tình mà nói, những thông tin cũng khó mà tin được. Bên nào đúng, bên nào sai. Không có gì bằng những hình ảnh tới tận chùa để quay thì mới biết được. Sáng sớm rất yên tĩnh. Mình cũng rất tiếc trưa nay mình bận, cho nên không tới quay chùa được.
nếu không là chắc chắn mình sẽ tới. Lâu lắm mình mới đi chùa vào sáng sớm, cảm giác cũng rất là dễ chịu, yên tĩnh, thanh tịnh. Đây là nơi thầy Nguyên Trí ăn nghỉ mỗi ngày. Ta có câu chú tiểu quét lá đa, thì ở đây là ông người Mễ, ông ra ông quét dọn. Sáng sớm vẫn có người tới cầu nguyện. Đây là chiếc xe rất quen thuộc của chùa. Biển số California 7A82395. Cũng không có gì để nói nhiều, vài hình ảnh của chùa thôi. Sáng sớm thầy vẫn đi vòng vòng. Hiện giờ là 8:20 sáng ngày 4 tháng 4 thứ năm năm 2024. Ngày mai là ngày 5 tháng 4. Ngày mai mình là ngày có thời gian, mình sẽ quay lại tường thuật cho mọi người xem. Không biết ngày mai tháng 4 ngày 5 2024 có phải là ngày lịch sử hay không, hay cũng chỉ là những ngày bình thường của chùa. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn lại video ngày mai. Xin chào mọi người. Thank you.